Chương 2111, ông còn muốn tính sổ với tôi. Những lời này hiển nhiên có vài phần phóng đại, nhưng hai người họ ở thành phố Hoa Hạ quả thật có chút quan hệ. Tiểu Lộc nghe đến đó làm sao không nhận ra Đường Tuấn có mâu thuẫn với hai vị đại sư này. Con người Tiểu Lộc đảo một vòng, cậu ta quát khẽ còn không mau đưa đây. Bốp, một cái tát đánh vào mặt của Tiểu Lộc, Đường Tuấn lạnh lùng nói, cậu vậy mà lại dám ăn nói với tôi như vậy. Cái tát này không hề nhẹ trên mặt tiểu lộc hẳn lên năm ngón tay đỏ ửng. Cậu ta ngẩn người ra, trong đôi mắt lộ ra sát ý và lạnh lẽo nói, anh lại dám ra tay, có biết đây là đâu không hả? Nơi này là dược bảo các, không biết sống chết. Hàn đại sư và cao đại sư cười lạnh một tiếng, hỏi cậu không biết là không được động tay vào nước Việt Nam hay sao? Mặc dù ông chủ của dược bảo các chỉ là một vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, nhưng có quan hệ thân thiết với trường hải chân nhân, mà trường hải chân nhân là túc lão của nước Việt Nam, là một trong những người mạnh nhất trong bán bộ hóa thần sợ rằng cậu còn chưa biết cao đại sư nhìn tiểu lộc nói gọi thầy của cậu ra đây đi để tôi xem cậu ta ta lấy gì để trở thành kẻ địch với dược bảo các tiểu lộc oán hận nhìn chằm chằm đường tuấn anh chết chắc rồi vừa nói xong cậu ta lấy ra một cái ngọc thạch truyền tin tức đường tuấn đột nhiên mỉm cười anh tìm một cái ghế rồi ngồi xuống bỏ túi dược liệu đó lên cái bàn bên cạnh vỗ vài cái Lạnh lùng nói, trở thành kẻ địch của dược bảo các, dược bảo các của các người cũng xứng sao? Anh nhìn Cao đại sư và Hàn đại sư, nói, hôm đó tha cho các người một lần, không ngờ rằng các người không biết quý trọng, vậy mà còn dám chọc vào tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn đại sư cười lạnh, chọc vào cậu thì đã làm sao? Ở đây là nước Việt Nam, không phải ở nhà họ Trác, cho dù Trác Bình đến thì cũng sẽ không ra mặt giúp cậu. Ai dám bôi nhọ dược bảo các của tôi?" Vừa nói xong, một người đàn ông trung niên tức giận hầm hầm đi đến, ánh mắt ông ta lướt một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Đường Tuấn. Tiểu Lộc oán hận nhìn Đường Tuấn, nói với người đàn ông trung niên, "Thầy, là anh ta bôi nhọ dược bảo các của chúng ta." Túi dược liệu này là Hàn đại sư và Cao đại sư nhìn thấy trước, nhưng anh ta muốn cướp, còn có lòng tốt khuyên nhủ, anh ta không những không nghe mà còn bất kính với dược bảo các. Chương 2112 đến đồ của anh đường mà cậu cũng dám lấy. Người đàn ông trung niên búng ngón tay, lời nói của cậu đã mạo phạm đến hai vị đại sư, lại gây sự ở trong tiệm của tôi, những việc này đều phải truy cứu trách nhiệm, chắc chắn phải bồi thường một chút. Thế này đi, nể tình cậu phạm lỗi lần đầu, con số này đi. Nói xong, ông ta giơ một bàn tay ra. Tiểu Lộc nói thầy, 5.000 linh thạch thì hời cho anh ta quá. Người đàn ông trung niên cười lạnh là 50.000 linh thạch thượng đẳng dược bảo các của tôi và hai vị đại sư cộng lại tổng cộng là 100.000 linh thạch thượng đẳng. Lập tức giao ra đây, sau đó thì cút đi. Đường Tuấn mua dược liệu cũng chỉ dùng chưa đến 10.000 linh thạch, mà bây giờ chỉ chỉ một câu nói của người đàn ông trung niên mà muốn Đường Tuấn giao ra 100.000 linh thạch, đây rõ ràng là ăn cướp. Tiểu Lộc nghe thấy ông ta nói vậy, cậu ta nói thầy Cao Minh. Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư vuốt dâu, lắc đầu thở dài, hai, bây giờ người trẻ tuổi thật là kỳ lạ, cứ luôn thích tặng linh thạch cho những người già như chúng ta. Hai người các người chán sống rồi đúng không? Ai? Hàn đại sư quát lên. Đợi lúc ông ta nhìn rõ người đến, dáng vẻ hung ác ban đầu đột nhiên biến thành nụ cười, ông ta cung kính nói, hóa ra là trưởng hải chân nhân. Người đàn ông trung niên vốn dĩ đang ngồi cũng vội vàng đứng dậy, nói trưởng hải đại ca. Bốp bốp, hai cái tát rơi vào mặt người đàn ông trung niên, trưởng hải chân nhân trầm giọng nói, Tống Lâm ông đây không có người anh em như cậu tống lâm xứng sở ông ta không hiểu chuyện gì phong hải chân nhân quát lên còn không mau xin lỗi anh đường tống lâm nghi hoặc hỏi anh đường nào phong hải chân nhân nắm đầu ông ta nhìn đường tuấn anh đường người anh em của tôi đắc tội anh rồi anh cứ việc xử lý trong đầu tống lâm nổ ầm một tiếng ông ta ngơ ngác tại chỗ xong rồi cái tên trước mặt này rốt cuộc là người như thế nào Sao lại có thể khiến cho trưởng hải chân nhân cung kính đến như vậy, còn tôn trọng gọi một tiếng anh? Sao lại có thể như vậy? Sắc mặt tiểu Lộc nhợt nhạt, cậu ta không dám tin. Nụ cười của hai người Hàn đại sư và Cao đại sư cũng đông cứng lại, tim đập loạn xạ. Cái tên này sao lại có lai lịch đáng sợ như vậy? Chương 2113, bảo dược gì mà lợi hại như vậy? Hôm nay nếu như đổi lại là người khác, sợ rằng thật sự đã gặp họa rồi. Đường Tuấn đã có ý muốn giết hai kẻ đầu tiêu thói xấu này. Hai người Hàn Đại Sư cũng đã biết bản thân đã đá lên tấm sắt, trong lòng vô cùng hối hận. Chỉ vì tranh chút tức giận nhất thời mà bây giờ rơi vào bước đường này. Trường Hải chân Nhân nói, anh Đường, chuyện này giao cho tôi xử lý đi, tôi sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Vẻ mặt ông ta vô cùng cung kính, không làm giả được. Đường Tuấn gật đầu, anh cầm nhẫn và túi dược liệu lên rồi rời đi. Tống Lâm cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi, đại ca, anh ta rốt cuộc là ai? Trường Hải chân nhân trầm giọng, cậu không nên hỏi cái này, cậu chỉ cần biết rằng anh ta có thể ngồi ngang hàng với đạo sĩ Trung Thanh. Tống Lâm nghẹn ngào, cảnh giới hóa thần. Trường Hải chân nhân thở dài, xem ra cậu vẫn chưa ngốc. Giây phút này Tống Lâm, Tiểu Lộc, Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư đều vô cùng đau đớn, vừa nãy họ thế mà khiêu khích một vị cảnh giới hóa thần. Cuối cùng, Tiểu Lộc bị phế bỏ Tu Vi và bị đuổi ra khỏi Dược Bảo Các. Ba người tống lâm tự cắt đứt một cánh tay, mỗi người bồi thường cho Đường Tuấn 500.000 linh thạch. Đây gần như là toàn bộ gia sản của họ rồi. Sau khi xử lý xong mọi chuyện ở nước Việt Nam, Đường Tuấn chuẩn bị đưa Đổ Yên Nhi trở về phá quân doanh. Mà lúc này, trong biển tinh thần, trong trại bản doanh của doanh trại Thần Đình. Cậu Chi, Chi Phương Bằng đang ngồi chém trệ, có một người đang quỳ ở phía dưới. Anh ta hỏi, điều ông nói thật sao? Đạo sĩ đó quả thật là như vậy, phá quân doanh có được một loại nước thuốc thần bí, loại nước thuốc này có hiệu quả kỳ diệu, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, nhưng bây giờ nghe nói cảnh giới nguyên anh đỉnh cao chỉ có 10 vị trí đứng top 10 trong toàn bộ doanh trại. Bảo dược gì mà lợi hại như vậy, phải lấy cho bằng được, loại dược bảo này để cho một đám cặn bã đó dùng, quả thật là phung phí của trời chương 2114, một người chết không đáng để tôi hao tâm tổn sức. Chị Phương bằng cười nhạo nói, phá quân doanh thậm chí đến một vị đạt cảnh giới nửa bước hóa thần cũng không có, cậu cảm thấy sẽ đủ tư cách để tôi ra tay sao? Liễu Ngọc Duy lắc đầu bật cười, cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao có nhiều hơn nữa thì sao chứ, chỉ cần phái một vị đạt cảnh giới nửa bước hóa thần là có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Mà thuộc hạ của Trì Phương Bằng, cũng không chỉ có một vị nửa bước hóa thần, Tính cả mấy huynh đệ trong môn phái của bọn họ, tổng cộng có gần 10 vị là nửa bước hóa thần, thực lực không thể nào coi thường. Trì Phương bằng chỉ vào hai vị tướng lĩnh phía dưới, nói Trương Thiên Phong, Nam Cung Tuấn, hai người dẫn quân sang phá quân doanh cướp thư thuốc nước kia về đây cho tôi. Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn khẽ nhíu mày, Trương Thiên Phong đứng ra nói, cậu Trì, đối phó với phá quân doanh chỉ cần một người là đủ rồi, cần gì phải phái quân sang. Nam Cung Tuấn cũng gật đầu nói phá quân doanh kia đến một vị nửa bước hóa thần cũng không có tôi và lão trương đều là nửa bước hóa thần cả hai cùng đi thì đúng là gây khó dễ cho họ rồi chúng ta cũng đâu phải loại người mất giá như vậy trì phương bằng mỉm cười khẽ nhướng mày nói phòng ngừa bất chắc ai mà biết được nhớ đâu ở trong phá quân doanh đó đang giấu một vị nửa bước hóa thần thì sao trương thiên phong chế nhạo nói cậu chỉ quá để mắt đến bọn họ rồi đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa có vị nửa bước hóa thần nào xuất hiện trong phá quân doanh mấy con ma nghèo đó cũng mua không nổi loại đan hóa thần này đâu tuy nói vậy nhưng hai người bọn họ vẫn không dám làm trái lời trì phương bằng chỉ có thể tuân mệnh mà thôi cậu trì đường tuấn thật sự đã chết rồi sao trong quân doanh liễu ngọc duy đột nhiên hỏi trì phương bằng cười lạnh nói ngày hôm đó cậu cũng đã nhìn thấy cảnh tượng thanh niên đó hóa thần ngay cả loại bảo vật tiên thiên thần văn cũng được dùng đến rồi Tôi từng hỏi qua ông nội, ông ấy nói bản thân ông ấy cũng không thể chống lại sức mạnh đó, cậu nghĩ Đường Tuấn có thể sao? Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, ông nội của Trì Phương Bằng là thái thượng trưởng lão của thần đình, là trưởng lão của cảnh giới hóa thần, nghe nói là đã đạt đến trung cấp thần cảnh rồi, nhưng ông ấy lại tự nhận mình không chống lại được thứ sức mạnh đó, vậy Đường Tuấn kia chắc chắn không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trì Phương Bằng xua tay nói, một người chết không đáng để tôi hao tâm tổn sức chương 2115, gặp lại rồi lão trương. Đám người bọn họ đi chuyển với tốc độ rất nhanh, chỉ trong vòng nửa ngày, phá quân doanh đã xuất hiện trước mặt bọn họ, biểu cảm của trương Nam Phong và Nam Cung Tuấn đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nam Cung Tuấn nói, chỗ này là phá quân doanh thật sao? Mấy người đứng trước mắt này, mỗi người đều phát ra sát khí nồng nặc, nếu như là tu vi thấp một chút, sợ là đứng gần cũng không dám, nếu chỉ đơn thuần là sát khí thôi thì không đủ để hai vị nửa bước hóa thần này phải kinh ngạc, chỉ là trong đống sát khí này mơ hồ xuất hiện loại khí tức đặc biệt, đem lại cho Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn một cảm giác nguy hiểm tột độ, so với phá quân doanh trước đây, thì phá quân doanh bây giờ còn kinh khủng hơn gấp 10. Trương Thiên Phong nhếch miệng cười, nói, xem ra sở hải điều binh cũng tốt thật, đem phá quân doanh biến đổi thành một quân doanh hổ lang chi sư. Nam Cung Tuấn cười nói, xem ra sở hải từ chỗ ông học được không ít bản lĩnh đó. Trương Thiên Phong kiêu ngạo cười nói, tôi chỉ tùy tiện chỉ cho cậu ta vài câu thôi, không ngờ rằng cậu ta lại có thiên phú như vậy, vậy mà lại có thể đạt được thành tích như thế này, đợi chút nữa xem xem, nếu cậu ta thật sự có tố chất, tôi sẽ nhận cậu ta là đệ tử. Khi hai người nói chuyện, sự kinh ngạc trong mắt đã giảm đi không ít, bình tĩnh hồi phục tinh thần, phá quân doanh kia lại một lần nữa tỏa ra sát khí thì đã sao, một phá quân doanh đến nửa bước hóa thần cũng bước không nổi thì chẳng có gì áp lực cả trương thiên phong nói tôi gọi sở hải ra ngoài yêu cầu cậu ta giao ra thuốc nước cho chúng ta cũng như tránh được một trận chiến không cần thiết chẳng mấy chốc sở hải bước ra từ trong phá quân doanh vẻ mặt khung kính đi tới trước mặt của trương thiên phong nói gặp lại rồi lão trương trương thiên phong đắc ý cười nói sở hải xem ra tôi dạy cậu thuật luyện binh cậu đều lĩnh ngộ được lại có thể huấn luyện ra một đội quân như vậy, thật khiến người ta nhìn cậu với một cặp mắt khác, nhưng mà cậu phải biết rằng, thuật luyện binh mà tôi dạy cậu chỉ là mở đầu mà thôi, như vậy đi, về sau cậu đi theo tôi đi, tôi không chỉ dạy cậu thuật luyện binh mà còn có thể đem thu vi của cậu tăng lên một bậc nửa, bước vào nửa bước hóa thần. Nếu như là trước kia, khi nghe xong những lời này sở hải sẽ không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý, nhưng hiện tại anh ta lại lắc đầu, nói cái này không cần làm phiền lão trương đâu, Tôi đã bước vào nửa bước hóa thần rồi." Khi nói, trên người cậu ta tỏa ra một cỗ khí tức. Nửa bước hóa thần, sắc mặt Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn khẽ biến đổi. Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng phá quân doanh không có nổi một vị nửa bước hóa thần, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người, tuy nhiên cảm giác kinh ngạc này đã bị bọn họ khắc chế, chỉ là một nửa bước hóa thần, không đáng để bọn họ coi trọng. Trương Thiên Phong truyền âm cho Nam Cung Tuấn, Nói tôi sợ rằng trong phá quân doanh sẽ có biến, trước hết khoan hãy nói đến việc chúng ta từ đâu đến, để Sở Hải dẫn chúng ta đi xem một chút. Nam Cung Tuấn cũng gật đầu, nếu như phá quân doanh lại xuất hiện thêm một vị nửa bước hóa thần nữa, vậy thì chuyện lần này của bọn họ không dễ giải quyết như vậy, về phần xuất hiện hai vị nửa bước hóa thần, bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Trương Thiên Phong nói, "Sở Hải, tôi rất mừng khi cậu đạt được những thành tích như vậy." Nghe nói phá quân doanh của cậu tìm được một loại thuốc nước có thể tăng thêm thực lực, cậu có thể cho tôi xem không? Audio điện tử võ tấn bền. Chương 2116, nói thì làm sao? Sở Hải nhìn thấy thần sắc của mấy người, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý. Càng nhìn thấy sự thay đổi của phá quân doanh, Trương Thiên Phong càng không kìm nén được, khẽ hỏi thuốc nước ở chỗ nào. Ánh mắt của Nam Cung Tuấn lộ ra vẻ tham lam sở hải chỉ vào một cái hồ nói đây chính là loại thuốc nước đó nước trong hồ hiện lên một màu vàng nhạt tản ra năng lượng khí tức dày đặc ánh mắt hai người trương thiên phong và nam cung tuấn đột nhiên sáng lên bọn họ có thể nhận ra được loại thuốc nước này đối với việc tu hành cảnh giới nguyên anh có lợi ích vô cùng lớn trương thiên phong hỏi loại thuốc nước này các cậu có được từ đâu sở hải đáp là thống lĩnh đại nhân pha chế trong mắt của anh ta toát ra vẻ sùng bái trong khoảng thời gian này thực lực của phá quân doanh tăng vọt, anh ta đã sớm xem đường Tuấn như là thần linh. Trương Thiên Phong hừ lạnh một tiếng nói, loại thuốc nước này vô cùng thần kỳ, chỉ là một tên nhóc con cũng có thể pha chế được sao? Rất có thể là cậu ta lấy được chút ít từ trong bí cảnh, sau đó nói thành tự mình pha chế. Em mờ thanh ông ta không nhỏ, người xung quanh đều có thể nghe được. Sắc mặt sở hải lập tức trầm xuống, ngay cả những binh sĩ đang tu luyện ở trong hồ đều dừng lại, ánh mắt ngưng lại nhìn mấy người trương thiên phong sở hải trầm giọng nói lão trương có những lời không thể ăn nói lung tung trương thiên phong không thèm để ý đáp nói thì làm sao nam cung tuấn lúc này cũng lên tiếng chỉ vào cái hồ kia nói cái hồ thuốc nước này chúng tôi tịch thu muốn mang trở về nghiên cứu các cậu mau lập tức rời khỏi hồ bằng không đừng trách chúng tôi động thủ sắc mặt sở hải càng thêm khó coi Thuốc nước trong hồ này mặc dù đã pha loãng một nghìn lần nhưng cũng là vật tư riêng của phá quân doanh. Một câu nói của Nam Cung Tuấn đã muốn tịch thu, đây quả thực là không đem bọn họ để vào mắt. Lời vừa truyền xuống, Nam Cung Tuấn cùng mười mấy binh sĩ phía sau anh ta đồng thời phóng thích khí tức. Nam Cung Tuấn là cảnh giới nửa bước hóa thần, binh sĩ phía sau anh ta cũng đều là những tinh nhuệ, ai nấy đều đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Cỗ khí tức này phóng ra, đến lư không cũng chấn động. Trương Thiên Phong thở dài, sợ hãi, tôi cho cậu một cơ hội, về sau đi hãy theo tôi. Đi theo một tên nhóc con thật chẳng có chút tiền đồ gì. Không sợ nói cho cậu biết, hôm nay tôi và lão đệ Nam Cung Tuấn tới chính là muốn cái hồ thuốc nước này. Cậu cũng đừng cảm thấy lời tôi nói khó nghe, hai vị cảnh giới nửa bước hóa thần, lại thêm hơn 10 vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, cũng đủ để nghiền ép phá quân doanh của các cậu. Sở hải khẽ giật mình, chợt cười ha ha. Chương 2117, năm vị cảnh giới nửa bước hóa thần. Cái này, cái này sao có thể? Nam cung Tuấn lộ ra vẻ chấn kinh, những binh sĩ kia vậy nhưng đều là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Xuất hiện trước mắt bọn họ ít nhất đã có 7, 80 người, hơn nữa số người còn đang không ngừng tăng thêm. Cũng chính là nói, cảnh giới nguyên anh đỉnh cao của phá quân doanh bây giờ sắp đạt đến 100 người. Điều này ở bất kỳ trong một quân doanh nào cũng chính là tình huống vô cùng hiếm gặp mười mấy cảnh giới nguyên anh đỉnh cao ở phía sau nam cung tuấn vốn còn ra vẻ thong dong ngạo nghễ nhưng bây giờ tất cả đều run rẩy hai chân khí tức của gần một trăm cảnh giới nguyên anh đỉnh cao tản ra tựa như núi cao vực thẳm ép bọn họ tới mức hô hấp không thông nếu như không phải có hai vị cảnh giới nửa bước hóa thần là trương thiên phong và nam cung tuấn chống đỡ thì có lẽ bọn họ đã ngã tê liệt trên mặt đất rồi ra mặt trương thiên phong run run, run quát lên sợ hãi chẳng lẽ cậu muốn động thủ sao nam cung tuấn cười lạnh nói coi như các cậu có một trăm cảnh giới nguyên anh đỉnh cao thì sao hai người chúng tôi ra tay những người này chẳng qua cũng chỉ là đồ vô dụng thôi sở hải nói lão trương tôi kính trọng ông cho nên bây giờ tôi cho ông một lời khuyên lập tức mang người của ông rời khỏi phá quân doanh chuyện này tôi có thể xem như chưa từng phát sinh bằng không lát nữa các ông hối hận cũng không kịp trương thiên phong khinh thường nói hối hận chỉ bằng một phá quân doanh hạng chót cũng xứng khiến cho tôi phải hối hận sao. Lập tức đem thuốc nước giao ra, nếu không chúng tôi sẽ động thủ. Đến thuốc nước của chủ nhân cũng dám cướp, các người chán sống rồi sao? Lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Xoạt! Một người xuất hiện ở giữa hiện trường. Trên người lộ ra ma khí, khí tức kinh người, lại là một vị đạt cảnh giới nửa bước hóa thần. Trương Thiên Phong cùng Nam Cung Tuấn giật thoát trong lòng. Hai vị cảnh giới nửa bước hóa thần, vậy là đã ngang bằng với bọn họ, hơn nữa Phá Quân Doanh còn có gần 100 vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Người xuất hiện là Thủy Thanh Lam, tay anh ta ôm ngực, cũng không nói gì. Đúng là to gan, lại một âm thanh nữa vang lên. Năm thân ảnh từ trong doanh trướng của Phá Quân Doanh đi ra. Chương 2118 làm sao phải phòng ngừa chứ? Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn liếc nhìn nhau, chỉ còn biết cười khổ. Ai nói phá quân doanh chỉ có hai mươi mấy vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao? Ai nói phá quân doanh không có cảnh giới nửa bước hóa thần? Đứng ra đây, bọn họ chắc chắn sẽ đánh chết anh ta. Thao thiết hít mắt, nhìn Trương Thiên Phong nói, các người muốn cướp đoạt thuốc nước. Trương Thiên Phong vội vàng khoát tay nói, chúng tôi chỉ là trương dụng một chút, nghiên cứu một chút, không phải cướp đoạt. Ngữ khí của ông ta cũng không còn cứng rắn nổi nữa, tám vị cảnh giới nửa bước hóa thần, lại thêm một trăm vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao đủ để giết chết đám người bọn họ ở đây. Trương Thiên Phong nhìn về phía Sở Hải quát lên: Sở Hải, tôi đối với cậu có ơn dạy dỗ, chẳng lẽ cậu muốn giết thầy sao? Sở Hải nói: Lão Trương, lúc trước tôi đã nhắc nhở ông rồi. Nam Cung Tuấn lớn tiếng nói: Chúng tôi là người do thần đình phái tới, các cậu dám động thủ sao? Thao Thiết cười lạnh nói: Chúng tôi chỉ nghe chủ nhân, thần đình là cái thứ gì chứ? Cuối cùng, Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn bị trọng thương, nếu không phải Sở Hải thương tình thì hai người họ đã chết rồi. Sau khi Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn bị khiêng đi không lâu, Đường Tuấn vừa hay trở lại Phá Quân Doanh. Ở trong lều của Phá Quân Doanh, Đường Tuấn trở về và đang ngồi ở bên trên. Sở Hải ngồi ở bên dưới nói tới chuyện Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn đến lấy thuốc nước. Đồ Yên Nhi nhận được tin tức của Lam Thiên Sứ cũng bí mật quay trở về thần đình nhưng không có quay trở về cùng với Đường Tuấn. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống, nói tôi không đi tìm bọn họ, vậy mà bọn họ còn dám tìm đến tôi. Trước đó ở bên trong biển tinh tú, khi anh chiến đấu với đám người thiếu niên hóa thần ở ngoại vực, đám người chỉ Phương Bằng đã châm chọc chế rượu anh. Nếu không phải vì để ý đến an nguy của Đồ Yên Nhi thì anh đã giết chết họ từ lâu rồi, nhưng sau đó chẳng biết tại sao chỉ Phương Bằng lại đột ngột bỏ đi. Bởi vậy nên anh không tìm được thời cơ. Chương 2119 ai nhìn thấy cũng ngẩn người ra. Khi thấy Đường Tuấn im lặng, Ngân Lang Vương lại nói tiếp, "Chủ nhân, lần sau chúng ta có thể pha loãng thuốc nước gấp 100 lần rồi mới đưa cho bọn họ, còn đâu chúng ta sẽ giữ lại thuốc nước ban đầu cho mình." Trong khoảng thời gian này, quân doanh đã được huấn luyện cách sử dụng thuốc nước. Mặc dù dùng rất nhiều nhưng vẫn còn hơn một nửa là thuốc nước ban đầu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn đám người sợ hãi, hỏi "Các cậu cũng có suy nghĩ như vậy sao?" Sở Hải nói: "Chủ nhân, những chuyện mà Ngân Lang nói là cách duy nhất của chúng ta bây giờ. Ngài vừa mới tới Biển Tinh Tú không lâu, nên có thể sẽ không biết hai phần ba thực lực của Biển Tinh Tú sẽ đáng sợ như thế nào. Bây giờ, dưới trướng của Trí Phương bằng có gần 10 vị cảnh giới nửa bước hóa thần, lại cộng thêm các quân doanh khác, ít nhất cũng có nhiều hơn 15 vị nửa bước hóa thần rồi. Có 24 thế gia ở Biển Tinh Tú, mặc dù không phải thế gia nào cũng đều có người đạt đến cảnh giới nửa bước hóa thần, những lai lịch của những thế gia này đều rất sâu xa, không thiếu bảo vật để phát huy uy lực của cảnh giới nửa bước hóa thần. Mỗi thế gia đều có một người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần, thì tổng cộng sẽ có 24 người. Nếu hai thực lực liên thủ lại với nhau, cộng lại đã có 40 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần, thậm chí càng ngày càng nhiều hơn thế nữa. Nếu chúng ta tính toán kỹ thì cũng chỉ có 10 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần. Ngoài ra còn tranh lệch mười mấy lần số người khác nữa, làm sao có thể đánh trận này được chứ? Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Sở Hải đầy thất vọng. Nếu so sánh sức chiến đấu tương phản này gần như khiến cho người khác tuyệt vọng. Anh ta không biết Đường Tuấn đã đột phá đến hóa thần, nếu không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Nên biết một khi đã đạt tới cảnh giới hóa thần thì 24 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần hay thậm chí 100 người cảnh giới nửa bước hóa thần cũng không thành vấn đề gì. Đường Tuấn cũng không có nhắc đến bất cứ chuyện đột phá mà anh đã trải qua, bởi vì anh định nhân cơ hội này để xem xét thái độ của từng người, nhân tiện tẩy rửa làn sóng này. Trước khi quay trở lại địa cầu, anh nhất định phải dọn dẹp một vài kẻ thù, để sau này không giữ lại bất kỳ tai họa nào. Đường Tuấn nhìn đám người kia, trầm giọng nói, có 24 người cảnh giới nửa bước hóa thần mà đã khiến các cậu đã mất lòng tin đi rồi sao? Mấy con ác thú ngân lang vương cười khổ, chủ nhân của bọn họ thật sự điên đến không thấy biên cương rồi. Đây chính là 40 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần, đủ để quét sạch biển tinh tú. Vậy mà trong miệng anh lại phát ra từ, mà thôi. Cảnh giới hóa thần nói câu này thì còn tạm chấp nhận được. Trong lòng sợ hãi và một số tướng lĩnh ở phá quân doanh cũng hơi thất vọng rồi. Đúng là bọn họ bội phục đường tuấn ở một số khía cạnh nhất định, nhưng đối với chuyện của biển tinh tú, bọn họ biết rõ ràng hơn đường tuấn gấp trăm lần. Vừa rồi bọn họ đã nói rõ ràng như vậy mà Đường Tuấn vẫn còn giữ thái độ như thế. Đây là một thống lĩnh độc tài chuyên chế, có một chút khả năng bắt đầu coi trời bằng vung. Phá quân danh của chúng ta vất vả lắm mới vùng dậy được, e rằng lần này sẽ phải chôn cùng ngài ấy mất. Cũng không biết trong lòng bao nhiêu người đang nghĩ như vậy. Chương 2120, con sâu cái kiến mà thôi, không cần để ý đến anh ta. Hồ Thư cười chế giễu nói, đương nhiên là rời khỏi phá quân doanh rồi. Chẳng lẽ tôi phải đi theo thống lĩnh của chúng ta để chịu chết sao? Sở hải nhân mày lại nói, trong khoảng thời gian này, cậu đã dùng không ít thuốc nước rồi, cũng vì vậy mà thực lực tăng lên rất nhiều. Lúc này rời khỏi cậu thấy có thích hợp không? Hồ Thư lạnh lùng nói, thuốc nước là do thống lĩnh tự nguyện lấy ra, tôi cũng không ép buộc. Chỉ dựa vào cái này mà bắt chúng ta phải mất mạng sao? trên mặt sở hải lộ ra vẻ tức giận, đường Tuấn lắc đầu ngăn anh ta tiếp tục nói, sau đó bình tĩnh liếc mắt qua hồ thư và những tướng lĩnh khác, nói còn có ai muốn rời khỏi không? Tôi, đường Tuấn, có thể hứa với mọi người rằng chỉ cần hôm nay các cậu chịu ở lại, thì lợi ích mà các cậu nhận được hoàn toàn không thể tưởng tưởng nổi. Nếu như muốn rời khỏi đây, thì đường Tuấn tôi cũng sẽ không ngăn cản. Hồ Thư châm chọc nói, lợi ích không thể tưởng tượng được sao, chỉ dựa vào một lời nói suông mà muốn chúng ta phải bán mạng vì anh, anh cũng quá để cao mình rồi. Bốp bốp, hai bàn tay đánh thẳng vào mặt của Hồ Thư. Sở hải giật giật cổ tay nói, bây giờ cậu vẫn là tướng lĩnh của phá quân doanh, sao cậu lại dám nói chuyện như thế với thống lĩnh chứ? Hai cái tắt in dấu lên trên mặt của Hồ Thư, ánh mắt của anh ta cũng trở nên cay độc. Thống lĩnh chủ nhân, tôi xin rời đi. Thống lĩnh chủ nhân, tôi cũng xin rời đi kế theo sau hồ thư, có một vài tướng lính cũng xin rời đi. Đường Tuấn quét mắt qua, khoát tay một cái, nói cút đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt các cậu nữa. Hồ thư đang định quay người rời đi. Sở hải đột nhiên nói, nếu như cậu không phải là người của phá quân doanh nữa thì để phải để thuốc nước lại. Một lúc sau, ở bên ngoài doanh trại bỗng nhiên xảy ra náo loạn, sở hải đi ra ngoài kiểm tra thử, khi quay trở lại thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Hồ thư mang theo một đám người đến, tất cả đều là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Bọn họ nói muốn gia nhập đội quân của trì phương bằng. Thao Thiết nghe vậy, trong mắt toát ra sát khí, nói tên này đúng là muốn tìm chết đây mà. Chủ nhân, hãy để ta đi giết chết bọn chúng. Lúc này còn mang người rời khỏi phá quân doanh, chỉ có thể nói là đổ dầu vào lửa, châm ngòi thổi lửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 2120.